Về già, tuổi nhục vì không có lương hưu. Băng Thanh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, khi về già, ai cũng mong muốn có một cuộc sống đầy đủ, sung túc, thoải mái để an dưỡng những năm tháng cuối đời. Không thì chí ít cũng có thể tự lập đôi chút về kinh tế để không phải phụ thuộc vào con cháu. Và để có thể tự chủ như vậy, thì nếu như không có điều kiện gia đình vững vàng hay một công việc với nguồn thu nhập ổn định, bắt buộc người già phải có lương hưu. Vậy nhưng, thực tế là không phải ai cũng có nguồn hỗ trợ cuối đời đó. Rất nhiều người già chỉ vì không có lương hưu mà phải vất vả, bon chen, sống tủi, sống nhục, bị con cái hắt hủi, ghẻ lạnh, không thương tiếc. Quả thật, về già mà không có lương hưu khổ lắm quý vị ạ. Hãy cùng Ngẫm Sử Thi lắng nghe những câu chuyện dưới đây và cùng chiêm nghiệm quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, nỗi đau người mẹ không có lương hưu bị con hắt hủi. Hết chăm con rồi lại lo chăm cháu, tôi tự thấy mình đã hết mình vì con, vì cháu. Vậy mà chẳng hiểu sao chúng vẫn đối xử tệ bạc với tôi. Tôi năm nay đã 69 tuổi. Năm 16 tuổi, tôi tình nguyện đi khai hoang ở miền núi Thanh Hóa. Ở đây tôi đã gặp chồng tôi, là cán bộ miền Nam tập kết. Chúng tôi sinh được 4 người con trai. Khi đó chồng tôi đã nghỉ hưu, tôi thì nghỉ mất sức. Lương của hai vợ chồng chẳng được bao nhiêu, nhưng cuộc sống cũng tạm ổn. Năm 97, vợ chồng tôi về quê nội ở trong Nam. Nhưng qua hai cuộc kháng chiến, đất đai của chồng tôi trong đó mất hết. Vợ chồng tôi trong đó không có việc làm. Con thì còn nhỏ nên cuộc sống vô cùng vất vả. Lần hồi qua ngày 3 năm, chúng tôi cố gắng lo cho con trai cả có nghề nghiệp, rồi lo cho nó lấy vợ ở trong Nam. Sau đó vợ chồng tôi lại chuyển ra Bắc, sinh sống bằng mấy đồng lương của chồng. Còn tôi, do về hưu mất sức nên không có lương, nhưng chúng tôi vẫn sống vui vẻ, hòa đồng, lo cho ba đứa con được ăn học đầy đủ và dành phần mua thêm đất đai để lo cho các con sau này. Rồi đứa thứ hai đến tuổi lấy vợ, lo cưới xin cho con xong, chúng tôi lại trở về nhịp sống bình thường. Tôi cứ nghĩ cuộc sống vẫn sẽ êm đẹp như thế. Ai ngờ 14 năm trước, chồng tôi qua đời sau 3 tháng bệnh tật. Vì thế còn mình tôi bươn chải buôn bán, làm ruộng, lo tiếp chuyện học nghề và lo cho hai đứa con sau. Công sức mà hai vợ chồng tích góp sau này là tài sản tôi có được sau làm ăn buôn bán, tôi đều dành cho các con. Tôi mua cho mỗi đứa một suất đất ngay bên cạnh nhà tôi. Số còn dư cho chúng nó làm vốn liếng làm ăn. Hết chăm con rồi lại chăm cháu. Tôi tự thấy mình đã hết lòng vì con, vì cháu, chẳng có chỗ nào chê trách cả. Vậy mà chẳng hiểu sao con cháu vẫn đối xử tệ bạc với tôi. 9 năm trước, tôi bị bệnh nặng phải nằm viện. Các con tị nạnh nhau, chẳng đứa nào đến chăm sóc tôi. Tôi cứ nghĩ chúng chưa hiểu chuyện nên chẳng buồn lắm và tự thuyết phục mình là lần sau chúng sẽ không thế đâu. Nhưng không ngờ từ sau lần đó, tôi cứ ốm liên miên mà các con chẳng thay đổi chút nào. Có lần tôi phải mổ mắt, thằng con cả dẫn tôi đến bệnh viện rồi về luôn, mặc tôi làm sao thì làm, còn mấy đứa kia chẳng thấy ló mặt đến. Từ đấy đến giờ, bao nhiêu lần tôi ốm đau, nhưng chẳng thấy con cái hỏi thăm, chăm no, mà chỉ thấy đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Tôi gọi cho thằng cả thì nó bảo bận lắm, không đến được. Gọi thằng hai thì nó bảo, mẹ gọi thằng ba đi. Gọi thằng ba thì nó đùn cho thằng út. Gọi thằng út thì nó bảo, mẹ có 4 đứa con cơ mà, có phải chỉ mình con đâu. Những năm nay tôi đau ốm, chỉ có đúng một lần con dâu cả và con dâu thứ ba ở lại với tôi được một đêm. Sáng hôm sau, chồng chúng nó đến đón về sớm, còn mình tôi làm sao thì làm. Cứ mỗi lần tôi đau ốm lại nhờ cậy họ hàng bên ngoài, chứ chẳng trông mong gì được ở con trai, con dâu. Đau buồn và thất vọng nhất là lần tôi bị đột quỵ. Hàng xóm đập cửa gọi các con đưa tôi đi bệnh viện,
nhưng chúng lặng thinh. Gọi máy bàn reo, di động reo mà chẳng đứa nào nghe máy. Cuối cùng người ta phải gọi xe ôm đưa tôi tới bệnh viện. Nằm trong viện mà mỗi khi bác sĩ hỏi sao không thấy người nhà đến chăm nom, tôi đều phải giấu là các con đi công tác xa, sợ chúng nó lo. Nhiều năm đau ốm, lương hưu không có, lại không đủ sức khỏe để kiếm tiền, nên tôi phải họp gia đình xin mỗi đứa con 100.000 đồng mỗi tháng để sinh sống. Chúng ậm à ậm ừ rồi thôi, chẳng đứa nào cho tôi lấy một đồng. Tôi đành phải vay mượn khắp nơi để sống. Khi chia đất, chia nhà cho các con, tôi chỉ chừa lại cái nhà con, vì tôi cho rằng của mình cũng là của con, không cho chúng nó thì cho ai. Với lại tôi nghĩ sau này có già yếu thì chúng cũng chăm sóc cho tôi, nên giờ chỉ cần cái nhà nhỏ nhỏ là được rồi. Ai ngờ chúng bất hiếu như vậy. Dù vất vả thế nào tôi vẫn lo nghĩ và thương yêu cho các con, cố gắng cho chúng những gì tốt nhất có thể. Vậy mà đổi lại tôi được gì? Ốm đau chẳng có lấy một người chăm sóc, đã thế còn phải tự đi vay mượn khắp nơi để lấy cái mà sinh sống, chứ chẳng trông nhờ vào đứa con nào. 3 năm trước, tôi phải bán đi một phần nhà để trả nợ đã vay mượn trong 3 năm qua. Ấy vậy mà chuyện không dừng lại ở đó. Thằng con thứ ba của tôi đào móng làm nhà, khiến nhà tôi bị sập, tài sản trong nhà hư hỏng hết. Tôi thì bị gãy tay, chấn thương đầu, phải đưa đi cấp cứu hết bệnh viện tỉnh đến bệnh viện trung ương. Suốt 4 tháng trời, chẳng đứa con nào chăm sóc tôi lấy một ngày, chỉ đưa 1 triệu đồng coi như chi phí tôi nằm viện. Tôi lại phải cậy nhờ họ hàng bên ngoại giúp đỡ. Còn may là chúng còn lướt qua thăm tôi rồi đi, chứ chưa đến mức là không thấy mặt mũi như lần trước. Khi vết thương của tôi đã tạm ổn thì cũng là lúc Tết Nguyên Đán sắp đến. Bệnh viện cho tôi về nhà một thời gian để đón Tết rồi quay lại điều trị sau. Tôi không còn nhà để ở nên phải về nhà thằng cả. Tôi vừa đến sáng 27 thì đến sáng 30 con dâu cả của tôi bảo sang nhà khác mà ở, chứ nó không cho tôi ở đó nữa. Nó nói ngày xưa bà đi làm mà có lương hưu về già thì giờ có phải đỡ hơn không? Ăn không ở không bà không ngại à? Đứa con dâu cả đay nghiến tôi không còn từ nào mà diễn tả. Rồi tôi đành sang nhà những đứa con khác, nhưng chúng cũng không cho tôi vào nhà. Ngày Tết, người ta được vui vẻ, sum vầy bên con cháu, thì tôi bị các con đuổi ra đường. Có còn nỗi đau, sự tủi nhục nào như vậy nữa không? Khi tôi ra viện, thấy tôi khó khăn, xã cấp cho tôi 6 tháng gạo. Tôi mang số gạo đó sang nhờ bà con bên ngoại giúp, từ ăn uống đến thuốc men. Họ hàng nhiều lần khuyên giải, chỉ trích các con tôi, nhưng chúng không thay đổi bản chất. Đối với các con, tôi đã hết cách, không còn gì để nói mà hy vọng nữa rồi. Giờ tôi đã già rồi, bệnh tật quá nhiều, tiền lương hưu thì không có, nhà cũng chẳng có để về, cứ ăn nhờ ở đậu bà con bên ngoại. Trước tôi hy vọng nhờ cậy được các con khi về già, nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng nặng nề bấy nhiêu. Tôi không nghĩ về già không có tiền lại khổ đến thế. Lúc ốm đau bệnh tật, tôi mới hiểu lòng người. Đến con mình dứt ruột đẻ ra, chúng cũng hắt hủi mẹ không thương tiếc. Tôi muốn đến viện dưỡng lão hoặc đến trung tâm dành cho người cao tuổi để nhờ. Tôi cực kỳ tủi thân và đau khổ. Nhưng trung tâm chỉ nhận người không có con cái, chứ 4 đứa con như tôi thì họ không nhận đâu. Quý vị thân mến, khi về già, nhiều người rơi vào hoàn cảnh khốn khó lắm. Tất cả chỉ vì không có tiền lương hưu để lo nổi miếng cơm, manh áo. Con cái thì coi cha mẹ như gánh nặng cuộc đời. Giá mà những mảnh đời khốn khổ trong xã hội có đồng lương hưu, có lẽ đã không phải vướng vào những hoàn cảnh éo le như bà cụ ở câu chuyện trên. Dù cha mẹ có nghèo, có thất nghiệp đi nữa, thì chúng ta vẫn phải trân trọng, đừng vì những điều phù phiếm bên ngoài mà hắt hủi cha mẹ.
thật đáng thương cho những bà cụ, những cụ già không thể tự chủ kinh tế, những tuổi nhục mà họ phải chịu do không có lương hưu trợ cấp khi về già. Quả thật mệt mỏi vô cùng, quý vị ạ. Câu chuyện thứ hai, không có lương hưu, bị vợ đẩy vào viện dưỡng lão. Ngày xưa tôi và vợ đi tới hôn nhân chỉ sau 5 tháng quen nhau. Hiện tại tôi đã 62 tuổi, còn vợ 58 tuổi. Độ tuổi quá nửa cuộc đời rồi. Gặp vợ, tôi nghĩ mình đã tìm được người cùng đi chung quãng đường dài phía trước. Tôi ghi nhớ câu nói, em thế nào cũng được, cơm canh dưa cà cũng xong. Rồi những câu chuyện về thắp hương, sắm lễ đầu tháng, ngày rằm. Với tôi, như vậy là quá đủ. Nhưng cuộc đời với tôi lại chưa đẹp đến vậy. Từ khi các con lập gia đình là chúng tôi về quê ở riêng, cho chúng có không gian riêng. Ngày xưa khi còn trẻ, tôi cũng là một công chức nhỏ ở huyện. Nhưng tôi ham chơi, có một chút cờ bạc, rượu chè, nhiều khi cũng đánh mắng vợ con. Đến khi về hưu, có nhiều khoản nợ nên tôi đã rút hết bảo hiểm về một lần để trả nợ. Vợ tôi thời đó buồn, nhưng vì các con nên bà đành cố gắng sống cùng tôi đến giờ. Cũng trải qua bao năm tháng rồi. Tôi bây giờ không dám đánh giá vợ, không biết bà ấy ở tầng mây nào của xã hội. Tôi sợ xa nhau bà ấy sẽ khổ. Lúc đó tôi lại là người sai càng sai, nợ chồng nợ, nghiệp cộng nghiệp. Vợ tôi ngoại hình bình thường, có thể ngoài xã hội gọi là ưa nhìn. Vợ cũng hay nói thế. Tính bà cũng bướng, lì đòn, cứ cãi nhau là lầm lì cả tuần, cả tháng. Bố mẹ tôi dành dụm cả đời cho anh em tôi 2 mảnh đất. Bố mẹ có 1 mảnh để dưỡng già. Nhà chúng tôi đang ở đất rộng rãi và thoải mái. Chúng tôi chỉ cần làm việc để làm, để ăn, chứ không phải lo lắng vấn đề gì cả. Một thời gian sau, gia đình lại mang nợ vì đứa em dại, phải bán 1 phần mảnh đất của tôi và em để trả nợ. Tuy chưa đến nỗi phải ra đường, đói rách, kiếm cơm qua ngày, nhưng số nợ đó tương đối lớn, đủ để làm cho mọi người căng thẳng và mệt mỏi. Cũng từ đây, vợ chồng tôi phát sinh mâu thuẫn. Tự làm, tự ăn, tiền hàng tháng không cố định, lúc nhiều, lúc ít. Thậm chí có những tháng không có tiền tiêu, vì giờ cũng già, lương thì không có. Cọc cạch nuôi con gà, con lợn được đồng nào hay đồng đó. Sau khi trừ đi phí sinh hoạt, tôi cũng chẳng còn gì để đưa cho vợ tích lũy tuổi già. Thì thoảng tôi cũng muốn mua cho bà món quà nhân dịp lễ Tết, nhưng chả dư giả đồng nào. Mang tiếng ở riêng, 2 vợ chồng già, nhưng từ chuyện ngày xưa, dù tôi có cố gắng thay đổi, nhưng bà nhà tôi vẫn có vẻ không thể quên được. Do phải trả nợ nên chúng tôi kiệt quệ kinh tế. Nếu cuộc sống dừng lại ở giới hạn này và lấy đà để bước tiếp thì câu chuyện cũng không đáng nói. Nhưng đến một ngày tôi phát hiện mình bị ung thư phổi, cần số tiền rất lớn để điều trị bệnh. Con cái thì đã lập gia đình, không khá giả là bao. Vợ chồng tôi lại không có một khoản nào tích lũy để dự trù cho những lúc ốm đau như thế này. Bà nhà tôi bắt đầu nói, ông thấy chưa, nếu ngày xưa ông không chơi bời nợ nần, không rút hết tiền bảo hiểm để trả nợ, thì giờ ông đã có khoản lương hưu hỗ trợ ông phần nào rồi. Giờ tiền thuốc thang, tiền phòng bệnh, tiền điều trị, ông bảo tôi đào đâu ra số tiền lớn như vậy mà chi trả cho ông đây. Vợ tôi bà ấy tỏ ra vô cùng bất lực. Có lẽ bao lâu nay bà vẫn còn buồn vì những chuyện tôi làm trước đây. Nhưng rồi bà vẫn chạy vạy khắp nơi để vay tiền chữa bệnh cho tôi. Bà có gọi về cho con trai cả xem con có xoay được tiền điều trị cho bố không. Ban đầu cậu con ậm ừ đồng ý. Vài ngày sau cậu con trai và con dâu vào thăm bố, đưa cho mẹ được 1 triệu đồng. Bảo rằng bọn con chỉ có thế thôi, mẹ xem hỏi thêm người khác đi. Lúc sau khi ra về, bà nghe con dâu to nhỏ với con trai. Chuyện bố anh ngày xưa em biết cả rồi, lúc ấy không sa ngã chịu tích lũy vào, có phải giờ có khoản lương hưu trợ cấp rồi không? Giờ mình mới đâu ra nhiều tiền mà chữa cho bố anh được. Thôi, để số phận quyết định đi anh.
Bà đành ngậm ngùi quay lại phòng bệnh nhìn ông chồng, vừa thương vừa ghét. Thương vì già rồi, con cái cũng chả muốn quan tâm, trách móc bố. Ghét vì giá như ngày xưa, ông ấy không bồng bột, không vì nợ nần, thì giờ bớt khổ hơn rồi. Đi rút hết sạch tiền bảo hiểm một lúc để trả nợ, đúng là quyết định sai lầm mà. Tiền, 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 thực sự quá đau đầu rồi. Do không có đủ tiền điều trị dứt điểm, nên bà nhà tôi chỉ đành mua thuốc duy trì tạm thời. Rồi tôi về nhà để chăm sóc. Căn bệnh của tôi cứ nặng thêm từng ngày. Hiện tôi nằm đâu, nằm đấy, muốn đi lại là bà vợ lại phải dìu dắt. Những đêm tôi đau không thể nào ngủ nổi, kêu than. Vợ tôi bà ấy có lẽ mệt mỏi rồi. Đến một ngày bà kiệt sức thật rồi. Bà nói tôi không thể gồng mình được nữa. Thân già tôi lọ mọ chăm ông, con cái không ai ỏ ê. Tôi không còn sức nữa đâu. Có lẽ tôi sẽ gửi ông vào viện dưỡng lão. Ông đừng trách tôi. Có trách thì trách số phận, trách bản thân ông vì những điều ham vui ngày xưa mà đến bây giờ phải đánh đổi thế này. Những giọt nước mắt bất lực của bà chảy trong vô thức. Tôi nhận ra rằng giá như ngày xưa mình không sa ngã, không dại dột, nợ nần thì đã không bị con cái coi thường, vợ ghét bỏ. Giá như hồi đó tôi giữ được khoản lương hưu thì giờ có lẽ vợ tôi đã không phải khổ sở chăm sóc tôi đến mức phải nói ra những lời nhói tim như vậy. Quý vị ạ, khi về già có một khoản trợ cấp xã hội cho bản thân thực sự là rất cần thiết. Phòng khi trái gió trở trời, có đồng tiền để xoay sở bớt nỗi lo về kinh tế. Ngoài kia có rất nhiều người già khổ lắm. Họ không nơi nương tựa, không có một khoản tiền tích lũy nào. Lương hưu thì lại càng không. Thử hỏi bao nhiêu người có thể hiểu được hoàn cảnh bần cùng, bất lực trước thực tại, không có nổi đồng tiền lo miếng cơm manh áo, lại càng không thể chi trả mỗi khi bản thân ốm đau bệnh tật. Trách ai bây giờ? Có trách thì trách bản thân ngay từ khi còn trẻ, đã không có lối suy nghĩ đúng đắn, không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc rút bảo hiểm một lần khi đã đến tuổi về hưu. Quả thực, không giữ được khoản lương hưu khi về già, tủi nhục vô cùng quý vị ạ. Câu chuyện thứ ba, từ chối đưa lương hưu cho các con, mẹ già sống nhàn nhã vui vẻ. Trước khi về hưu, tôi và đồng nghiệp rất thoải mái thảo luận về việc ăn gì vào buổi tối, cuối tuần đi đâu và làm gì khi không cần đi làm nữa. Thế nhưng một thời gian sau, tôi phát hiện ra rằng những kỳ vọng đẹp đẽ của hầu hết mọi người đều tan vỡ. Thay vào đó là cuộc sống tẻ nhạt, mệt mỏi hơn cả khi làm việc. Hầu hết những muộn phiền tuổi già đều liên quan đến con cái, lương hưu. Các con vẫn cần sự hỗ trợ của cha mẹ để chăm lo cho các cháu, thậm chí trả nợ thế chấp. Tôi cũng giống như hầu hết các bậc cha mẹ. Khi con lớn thì trong mắt tôi, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ cần được quan tâm. Thế nhưng những câu chuyện xung quanh khiến tôi có cái góc nhìn khác về việc sống ra sao khi về già. Đầu tiên là một người dì hàng xóm 80 tuổi. Người phụ nữ này từng giúp ba con trai chăm sóc, nuôi dưỡng 5 người cháu, gần như dành cả cuộc đời chăm lo gia đình. Thế nhưng sau một trận ốm nặng khiến dì đi lại khó khăn, cả con cái lẫn cháu nội đều bận rộn với sự nghiệp bên ngoài, ít ai đến chăm sóc. Dì nói với tôi rằng rất hối hận khi không sống một cuộc sống hưu trí tự do và nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Anh họ tôi có suy nghĩ của một người con trai nên rất yêu con, không cho động tay và làm việc gì. Con lớn anh cũng mua nhà, cho tiền và bán nhà để lên thành phố chăm sóc cháu trai. Kết quả là con trai ngày càng trở nên phụ thuộc, ỷ vào sự hỗ trợ của bố. Chỉ một lần anh tôi không chuyển tiền lương hưu cho con, kết quả liền bị chính con mình quát tháo, trách móc không ngừng. Từ những thực tế này, tôi nhận ra về già, việc hỗ trợ con cái là cần thiết, nhưng chỉ nên dừng lại ở mức vừa đủ. Việc này vừa giúp các con tự lập, vừa để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, làm những điều bản thân không phải hối tiếc. Vậy nên, khi bước qua tuổi 65, quý vị hãy từ chối yêu cầu của con cái
để có một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc hơn. Đó là không cho các con tiền quá mức. Từ lúc về hưu năm 55 tuổi, tôi qua lại nhà con gái và con trai thường xuyên để giúp vợ chồng các con chăm cháu. Cháu ngoại vừa 5 tuổi học mẫu giáo là lúc cháu nội chào đời nên tôi gần như luôn tay luôn chân, tận tâm vì các cháu. Tháng nào tôi cũng lấy tiền lương hưu của mình để đưa cho con hỗ trợ gia đình chúng. Nhưng khi cháu nội chuẩn bị vào tiểu học, tôi nói rõ với con trai và con dâu rằng cháu đã cứng cáp, đã đến lúc tôi thực sự nghỉ ngơi. Tôi sẽ không hỗ trợ nhiều về mặt liên lạc nữa. Việc hỗ trợ của người lớn tuổi giúp vợ chồng trẻ không bị hờ hứng khi mới lần đầu có con, nhưng lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh không phải là điều tốt. Suy cho cùng, cha mẹ mới là người chịu trách nhiệm chính đối với tương lai của con cái, và sự giáo dục trực tiếp của cha mẹ sẽ giúp trẻ tốt hơn về mọi mặt. Sau khi tôi trở về quê, con trai lại có ý định đón tôi về nhà ở với lý do sợ mẹ cô đơn, muốn phụng dưỡng tôi lúc về già. Con trai khuyên tôi nên bán nhà hiện tại để cùng vợ chồng con mua căn nhà lớn hơn, gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống cho thoải mái. Con trai muốn tôi đầu tư hết cả khoản tiền tích lũy cùng với số tiền lương hưu của tôi hàng tháng để làm ăn và sinh hoạt gia đình hàng ngày. Đối với yêu cầu này của con trai, tôi trực tiếp từ chối luôn. Không phải vì tôi không muốn gần gũi con cháu, mà là do tôi biết giữa người trẻ và người lớn tuổi luôn tồn tại khoảng cách thế hệ, có nhiều điểm khác biệt trong thói quen sinh hoạt. Như vậy ở bên nhau lâu ngày, sớm muộn cũng nảy sinh mâu thuẫn. Theo quan điểm của tôi, dù con cái hiếu thuận tới đâu, người già nên có một căn nhà cho riêng mình, khoản lương hưu cố định, đưa hết tiền lương hàng tháng cho con thì tôi sẽ không có khoản nào để lo cho bản thân mỗi khi ốm đau bệnh tật, hay thi thoảng tôi muốn ăn gì, muốn đi đâu lại phải xin lại các con. Việc từ chối yêu cầu của con giống như chừa cho mình đường lui, giảm bớt nỗi lo khi bất cứ rủi ro nào xảy ra. Thử hỏi, nếu cứ đều đặn đưa tiền cho con, chúng mang đi tiêu xài rồi đầu tư làm ăn các kiểu, lúc mình cần khi trái gió trở trời lại không còn tiền để lo, khi ấy chắc chắn sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nào là con chửi mắng cha mẹ, coi thường cha mẹ vì đã không có tiền trong người. Giả dụ tôi bị rơi vào hoàn cảnh ấy, bị chính con hắt hủi, thì đúng là tôi không còn biết sống như thế nào nữa. Vì tôi gặp nhiều hoàn cảnh éo le rồi, nên tôi rút kinh nghiệm cho bản thân. Tôi luôn chiều chuộng các con từ khi chúng còn nhỏ. Chỉ cần con muốn là tôi sẵn sàng đáp ứng. Khi lớn lên, con không có tiền sinh hoạt, tôi vẫn thường cho chúng tiền. Trong 10 năm sau khi về nghỉ hưu, số tiền tôi hỗ trợ con cái đã lên tới mấy trăm triệu đồng. Số tiền này bao gồm cả tiền của chồng tôi trước khi qua đời và tiền tiết kiệm nửa đời người của tôi. Lại tiền lương hàng tháng sau khi về hưu, tôi cũng hỗ trợ chúng hết mình. Thế nhưng ở cái tuổi 65, sau khi về quê sống riêng, tôi cắt đứt hoàn toàn sự giúp đỡ tài chính với các con. Tôi vẫn còn một khoản tiền trong tay và tự nhủ, dù các con xin, tôi cũng không rút ví thêm lần nào nữa. Điều này khiến các con giận dỗi tôi một thời gian, nhưng tôi biết mình có lý do chính đáng để làm như vậy. Thứ nhất là đã 65 tuổi, muốn tiết kiệm để dùng tiền trong những lúc ốm đau, cần thiết. Thứ hai là các con tôi đã U40, không còn trẻ nữa, mà thiếu tiền lại cầu cứu mẹ như trẻ con. Tôi cần để chúng ngừng dựa dẫm vào mẹ và tự mình vun vén cuộc sống của bản thân. Nếu không, tương lai thì tôi không còn nữa, các con sẽ sống khó khăn gấp nhiều lần. Quý vị thân mến, khi về già được hưởng lương hưu là điều vô cùng tốt. Khoản trợ cấp đó hỗ trợ phần nào cuộc sống của chúng ta, giúp bản thân không cần phải quá gồng mình bon chen với xã hội ngoài kia. Chỉ cần biết đủ là đủ. Nhưng hãy dùng thật khéo léo khi dùng khoản lương ấy nhé quý vị. Đó là công sức cống hiến bao năm của bản thân. Đừng dại mà đưa hết tiền lương hưu cho các con, các cháu quý vị nhé. Như vậy chỉ khiến cho con ỉ lại vào mình hơn thôi. Rồi đến lúc ốm đau, chắc gì chúng đã lo chu đáo cho mình.
Như vậy có lương hưu chả khác gì là không có quý vị ạ. Hãy nhận thức rõ ràng từng hoàn cảnh và cư xử thông minh như người mẹ ở câu chuyện trên quý vị nhé. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Bàn chân thầm lặng. Trời mưa to quá, mưa rả rích, đôi lúc là cồn cào dữ dội như cơn tức giận của ông trời dành cho nhân loại, cho những ai chưa biết phải yêu thiên nhiên bằng hành động như thế nào. Đôi khi, cơn nóng giận của ông trời hạ xuống, nhưng còn chưa nguôi ngoai. Tiếng mưa đập vào mái ngói kêu lộp bộp, âm thanh lúc to, lúc nhỏ. Tiếng mưa đập xuống những chiếc lá non tơ của chuối, của hồng xiêm, của ổi, của mít, của cau, của bưởi, của xoài mà mùa xuân đi qua để lại. Tiếng mưa đập xuống sân gạch, rơi lóm tóm do tốc độ rơi của nước mưa và vị trí mà nó cọ sát, nên sau khi rơi xuống rồi, nó không tan ra mà bắn lên một đoạn ngăn ngắn, xòe tung xung quanh tâm của hạt mưa phía dưới, rồi hòa tan vào mặt sân sũng nước. Ông đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để ra đồng. Trên tay ông cầm một hai tấm lưới, lò, nơm, vó. Ông cũng đã đeo giỏ do chính tay ông đan. Chiếc giỏ thật đặc biệt, nó hình tròn tròn, bầu bầu, được đan từ hai đầu ốp lại vào nhau. Phía trên của giỏ có một ô hình vuông nho nhỏ, để ông có thể bỏ những gì ông kiếm được vào đó. Phía trên ô nhỏ có một hình vuông kích thước đúng bằng diện tích ô đó, để ngăn những con vật bị bắt vào, không tài nào thoát ra được. Cầu trời tha tội cho ông con, vì nhà con nghèo nên ông phải vất vả kiếm ăn bằng cách đó. Ông vận trên người bộ quần áo cộc, sờn màu, cũ rích mà chỉ nhìn qua thôi, người ta cũng có thể hình dung ra tuổi đời của bộ quần áo đó. Trong nhà ông không có gì cả, chỉ có một chiếc tivi đen trắng mà thỉnh thoảng phải mang đi sửa do bị mất hình, nhiễu sóng. Một chiếc đài thỉnh thoảng cũng hỏng, chạy băng cassette hồi xưa mà phải bán mấy tạ thóc đi mới mua được. Vợ của ông cứ thỉnh thoảng lại phàn nàn vì chuyện đó. Hai chiếc xe đạp không phanh, không gác đờ bu, gác đờ sen cho hai cô con gái đi học trường xa. Trong nhà có tất thảy những 6 miệng ăn, cả ông và ai cũng ăn không ít. Trong nhà có 3 đứa con đi học và tiền học phí tốn kém không ít. Được cái, những đứa con của ông ngoan ngoãn vô cùng, đứa nào cũng hiểu chuyện và nghe lời cha mẹ lắm. Cũng bởi vì trước đây, cuộc đời ông thất học nên ông sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình cho những đứa con được cắp sách tới trường, để chúng không phải khổ sở, có con chữ là cuộc đời sẽ rộng mở hơn. Ông cất những bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát rời khỏi nhà. Trên người ông còn một chút hơi ấm của thuốc lào ngấm vào mà nước mưa chưa kịp làm tan ra, trôi sạch vào bầu không khí sau mấy tiếng mưa tầm tã. Sau mưa, cảnh sắc, không khí, mọi thứ trên đời như hoàn toàn được thay mới. Chỉ có duy cuộc đời ông mà mãi mãi vẫn vậy thôi, tựa như không bao giờ cái nghèo vơi đi mà ngày càng nặng hơn. Ông đi thẳng ra con sông chìm, chạy từ bờ sông nổi phía trên khi vừa ra tới đồng và kết thúc là khu đầm rộng mọc đầy sen của cánh đồng hàng xóm. Ông không đi hết ra đó, ở đó ông không được phép đánh bắt con tôm, con cua, con cá. Không ai cấm ông cả, nhưng bản thân ông tự hiểu mình không được phép vi phạm sang địa bàn đánh bắt của cánh đồng khác. Cánh đồng nhà ông cũng không phải là địa bàn đánh bắt của ông, nhưng người ta vẫn luôn nghĩ vậy. Ông chưa từng vắng mặt trong một cơn mưa nào trong đời. Hồi ông còn nhỏ, bố ông cũng hay và còn thích thú làm công việc này. Bố ông chẳng dạy gì ông cả, cũng chưa từng dạy ông cách đối diện với cuộc sống ngoài xã hội kia thế nào. Ông không được học hành đến nơi, đến chốn, không phải do nhà không có điều kiện. Ngày xưa, nhà ông là địa chủ, sau cải cách, ruộng đất bị tịch thu hết. Rồi từ đó, cái nghèo cứ vận lấy cuộc đời ông. Bao nhiêu cái khổ cực đáng cay, ông đều phải chịu đủ cả. Nhưng thời ông đi học, không mất tiền học phí,
chả tốn kém gì. Vì mải chơi đánh đáo, say mê tới mức đến giờ đi thi học sinh giỏi rồi, ông vẫn chơi không chịu đi thi. Rồi thì bố ông cũng chẳng thiết tha gì với chuyện học của ông. Dường như bố thất vọng và có suy nghĩ mặc kệ con. Mày không thích học thì tao cho mày nghỉ, thích làm gì thì làm. Con mới chả cái, chỉ thích ham chơi thì làm được trò trống gì ở xã hội này. Hẳn là bố ông nghĩ vậy. Ông đi kiếm cá cùng bố ông. Ngày xưa ở miền quê cách ngoại thành Hà Nội chừng vài chục cây số này, cá nhiều vô kể, cá chép, cá rô, cá chê, nhiều loại cá đến bố ông cũng không biết tên nữa. Có rất nhiều chỗ để đánh bắt cá. Mỗi lần đi đánh bắt cá cùng bố, hai bố con ông có thể đánh bắt được cả tạ, gánh ra chợ bán. Mà cá hồi xưa bán rẻ mạt, nhưng vẫn có tiền để tiêu. Bán được nhiều thì cũng có đồng ra đồng vào. Có tiền sẽ có thể làm được những việc mình muốn, như mua một món ăn mình thích chẳng hạn. Mẹ ông hay đi bán cá. Sau thời kỳ huy hoàng của việc đánh cá trong gia đình ông, có nhiều sự thay đổi đã diễn ra. Ruộng đất được chia, được bồi đắp khá nhiều. Đến thời ông chuyên tâm với việc kiếm cá sau khi bố ông đã qua đời, thì ngoài đồng chỉ còn vài con sông nho nhỏ. Con sông Chìm với bán kính hơn 1 mét, độ sâu vừa phải, lại là con sông lớn nhất, sâu nhất chảy trong cánh đồng làng ông. Cá đánh mãi rồi cũng phải hết. Càng ngày, việc đánh bắt cá càng trở nên khó khăn. Các con ông càng lớn, học phí càng cao, việc cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai của ông. Phải làm thế nào đây? Có những đêm ông mất ngủ vì suy nghĩ, lo cho cuộc đời gia đình mình. Nhà ông có 6 người, có 6 miệng ăn thì được nhà nước phân phát cho hơn 6 sảo ruộng. Lúc các con ông còn nhỏ thì hơn 6 sảo ruộng đó cũng đủ lo cho chúng ngày 3 bữa, học phí đi học. Nhưng rồi 6 sảo đó không thấm vào đâu cả. Càng ngày các con càng lớn, ăn uống chi tiêu tốn kém hơn rất nhiều. Ngày này qua tháng khác, ông cứ vất vả lo toan cho gia đình như vậy. Ông đánh bắt cá dọc con sông, ra tới thửa ruộng chỗ ngã ba cổng, giao của hai con sông, vì có một con sông tới đó thì hòa vào dòng sông Chìm, nên nó thành ngã ba, thì dừng lại. Chỗ đó có một cái cống tương đối dài. Khi trời mưa, cá hay bơi xuôi dòng nước. Do đánh bắt nhiều, hiểu được đặc tính sinh học của cá, ông hay dùng nờ đánh ngược dòng nước chảy xiết. Cá nếu bơi theo dòng nước sẽ bị mắc kẹt trong nờ. Ông dùng tiếp một tấm lưới khác, có mắt xích tương đối vừa phải, đứng trên bờ, dùng cái cần câu do ông tự vót, thả lưới dọc con sông phía gần ngã ba mà ra vị trí đó ông mới bắt gặp. Xong ông lại dùng chúm, bỏ ít cám rang thơm thơm vào trong giữa chúm, dùng một cái cân to và dài, thả từ từ chúm xuống chỗ ngã ba sông. Ông không ngồi chờ, cuộc sống không dạy ông ngồi chờ. Ông tiếp tục lượn lờ những con mương cạn ở phía trên, phía đối diện con sông chạy cắt ngang con sông Chìm để xem có con nhái, con cua nào không. Gà, vịt, ngan, lợn nhà ông đều cần thức ăn chứ không riêng gì người. Cho chúng ăn ngon, chúng sẽ nhanh lớn, nhanh cho thịt, nhanh thu được tiền. Đó mới là điều quan trọng hơn cả. Ông đi chân đất, bàn chân đi trên cỏ thì có vẻ êm êm, nhưng đôi chỗ có mâm cỏ nhọn, sắc, cứng, nhú lên, làm cho lòng bàn chân ông đau. Không ai biết ông đau, không ai biết ông lạnh, ông cũng không có cảm giác lạnh hay đau. Ông chỉ biết cần phải tập trung cao độ để xem có con nhái nào lấp trong cỏ không, con cua nào ngoi ra uống nước mưa không, và biết đâu sẽ gặp con cá bé bé nào cũng nên. Ông đi hết một đoạn con mương, mất chừng khoảng 15 phút thì quay lại. Ông nhất nờ có cá, nhưng cá không to, chỉ có vài con tép, con tôm, con cua mắc kẹt. Vài con dâu đồng khỏe mạnh đối lập hoàn toàn với dáng người mảnh khảnh của chúng, rồi thêm mấy con giếc bé bé. Ông thu lượm chúng vào giỏ, rồi lại đặt chúng xuống vị trí cũ. Ông cất vó và nhấc nước. Cũng không có gì khác biệt,
vẫn là những con nho nhỏ, bé bé đó. Nhưng không sao cả, có thể chúng không đáng của đồng tiền, nhưng chúng cho nhà ông có thức ăn, có đồ bỏ vào miệng để sống từng ngày. Nhà ông nghèo, nhưng hầu như ngày nào cũng có cá ăn, ăn đến phát ngán. Có hôm hai cô con gái ngồi xuống mâm cơm, nhìn thấy cá mà chảy cả nước mắt. Hai cô con gái ông sợ ăn cá mà không biết phải làm thế nào để bảo ông biết, để ông không cho chúng ăn cá. Hai cô con gái ông không biết rằng trên đời này còn có nhiều người không có cái ăn giống hai cô. Hai cô có đi được đâu ra khỏi lũy tre làng mà biết. Chúng chả biết được hàng ngày cha đã vất vả thế nào để có bữa ăn cho các con. Và có cái ăn như thế là tốt lắm rồi, vì lúc nào cũng mải nghĩ đến món ăn mới. Thành ra hai cô quên mất cả sự vất vả trong từng bước đi của ông, cho đến khi về nhà. Nếu đánh bắt được ít, nghĩa là hôm ấy cá không đi nhiều, ông sẽ không mất thời gian, ông sẽ về nhà. Ông thích ăn cá, dù ngày nào cũng ăn, nhưng mà ông vẫn thích. Ông thích ăn những con cá tươi ngon vừa đánh bắt về, được cho vào nồi kho ngay. Mùi cá thơm phưng phức, ăn với cơm nguội thì ngon thôi rồi. Ông không biết rằng, việc đánh bắt, việc ăn những con cá do mình đánh bắt là mang tội sát sinh. Đến một lúc nào đó, ông sẽ phải trả giá về những việc ông đã làm. Nhưng, ông không thể làm khác đi được. Ông còn phải gánh vác một ngôi nhà 6 miệng ăn. Ông không thể để các con ông thất học được. Nếu chúng không được đến trường, tương lai chúng cũng giống như ông bấy giờ. Điều đó với ông mà nói là việc mà ông không thể chấp nhận. Vì cả cuộc đời ông đã phải sống trong ân hận, nuối tiếc rồi. Kể cả là chúng không học được, thì ông vẫn cho chúng đến trường. Ông không tiếc tiền, một đồng nào cả cho chuyện học hành của chúng. Nhưng ông tiếc dù chỉ một đồng mua gì đó cho bản thân ông. Bộ quần áo cộc ông mặc vào những hôm trời mưa như thế đã mấy năm rồi. Mấy năm ấy, ông đã khoác chúng trên người. Dầm mưa bao lâu không nhớ nổi. Có nhiều chỗ sờn rách, có nhiều chỗ khâu vá đường chỉ chẳng chịt. Bộ quần áo bạc màu dường như nổi hết đường chỉ vì quá cũ. Nhưng ông không bận tâm điều đó. Mọi người biết ông là người có rất nhiều tài năng, tần tạo, chịu khó. Ông rất tốt, hay giúp đỡ mọi người. Đó là lý do vì sao mà cái ngày ông qua đời của mấy năm sau đó mà không ai rõ nguyên nhân. Chỉ có thể là do làm việc quá lao lực mà ra. Khắp bản dân thiên hạ đều đến tiễn đưa ông như tiễn đưa người ân nhân đã từng giúp đỡ mình. Tuy được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vất vả, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ lắm rồi. Các con ông rất tự hào khi có một người bố như ông, chỉ là chúng không nói được với ông. Nếu trên đời này có thể có nhiều người bố tốt hơn ông khi có thể lo cho con cái một cuộc sống ấm no, đủ đầy, thì trên đời này cũng không có một người bố nào như ông, dành cả đời hy sinh âm thầm, lặng lẽ qua những bước chân để cho những đứa con ông có tương lai tươi sáng. Ông đã nhắm mắt lại khi không còn sức để tiếp tục hy sinh nữa. Ông đã an nghỉ rồi, vào cái thời điểm mà gánh nặng gia đình nặng hơn bao giờ hết. Ông không dám dặn dò ai, chỉ quằn quại đau đớn vài tiếng đồng hồ, rồi từ biệt thế giới tận cùng của nỗi đau khổ, vất vả, sang một thế giới bên kia để trả nợ nốt kiếp làm người. Nhiều năm sau đó, các con ông đã trưởng thành hết cả rồi. Chúng luôn ngoan ngoãn, nghe lời. Chúng làm được những điều ông mong muốn khi còn sống. Có một cơn mưa đi ngang qua thời gian, rơi xuống lòng Hà Nội. Vào một buổi sáng những ngày đầu tháng 4, cơn mưa rả rích, rơi mãi không thôi. Những giọt mưa chảy dọc trên những tán lá cây xanh bên thềm vỉa hè. Rồi nhớ ông, nỗi nhớ người cha ấy da diết, miền ký ức ngày xưa lại hiện hữu trong lòng những người con yêu dấu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.